Việt Nam, phường Hồ Lam, lần thứ 13 ngày hôm nay. Đã đến giờ làm việc, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đứng dậy làm lễ chào cờ. Có ý kiến khác ạ? Không có. Như vậy,
và danh sách làm chủ tịch theo đề nghị của ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc phường lần thứ 12 đã nhất trí với ba ông bà có tên trên. Xin trân trọng cảm ơn đại hội về thư ký để giúp đại hội ghi chép những nội dung của đại hội. Ban tổ chức xin giới thiệu thư ký với số lượng là một vị. Xin ý kiến đại hội, đại biểu là nhất trí với số lượng thư ký là một vị, xin biểu quyết ạ. Đại biểu là không nhất trí và có ý kiến khác? Không có. Như vậy đại hội đã nhất trí 100% số lượng thư ký là một vị. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Về danh sách thư ký đại hội, theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 12, thư ký đại hội lần thứ 13 dự kiến là bà Vũ Thị Ngọc Lê, ủy viên đang thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 12. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu là nhất trí, xin cho biểu quyết. Đại biểu là không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Như vậy đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử bà Vũ Thị Ngọc Lê làm thư ký đại hội. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Kính mời đoàn chủ tịch và thư ký đại hội lên làm việc. Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trình dự kiến chương trình làm việc của đại hội. 1. Thông qua chương trình và nội quy đại hội. 2. Diễn văn khai mạc đại hội. 3. Giới thiệu các đoàn tặng hoa đại hội, đoàn đại biểu có tầng lớp nhân dân đến chào mừng đại hội. 4. Báo cáo tình hình đại biểu chính thức dự đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồ Nam. 5. Báo cáo kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024, mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024. 6. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của dự thảo văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 13. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17. Sửa đổi điều lệ Mặt trận lần thứ 10. 7. Các báo cáo tham luận. 8. Công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng. 9. Phát biểu của lãnh đạo cấp trên. 10. Điểm thương cử đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17. 11. Phát biểu của lãnh đạo phường. 12. Thông qua nghị quyết đại hội. 13. Tiếp thu bế mạc. Kính thưa đại hội, đại hội đã được nghe dự kiến chương trình làm việc của đại hội. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình làm việc của đại hội. Kính thưa đại hội, để đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồ Nam lần thứ 13 thành công tốt đẹp, đoàn chủ tịch đại hội đề nghị các đại biểu dự đại hội thực hiện một số quy định sau đây. 1. Đại biểu khi dự đại hội đeo phù hiệu đại hội và ngồi theo khu vực mà ban tổ chức đã sắp xếp. 2. Trong quá trình dự đại hội không giải quyết việc riêng, những việc liên quan đến nội dung đại hội cần giải quyết thì trao đổi với ban tổ chức đại hội để ban tổ chức báo cáo với đoàn chủ tịch đại hội để giải quyết. 3. Đại biểu phát biểu ý kiến cần chuẩn bị văn bản và đăng ký qua đoàn thư ký đại hội căn cứ tình hình đại hội, đoàn chủ tịch, người phát biểu. 4. Điện thoại để chế độ im lặng hoặc tắt máy. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi vừa thông qua chương trình và nội quy đại hội, xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời ông Trần Đức Việt, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lên khai mạc đại hội. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, đồng chí Bùi Thị Thu Phương, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, nguyên ủy viên thường vụ phụ trách đảng bộ phường, đồng chí Vũ Thị Việt Hà, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thưa đồng chí Hoàng Thị Yến,
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, kính thưa các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các quý vị đại biểu. Biểu thay mặt cho đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý và 95 đại biểu chính thức về dự đại hội Mặt trận Tổ quốc phường lần thứ 13 nhiệm kỳ 2024-2029. Kính thưa toàn thể đại hội, thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn số 104 ngày 29/6/2023 ban chỉ ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng dẫn số 66 ngày 2/10/2023 của ban chỉ ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, thông chi số 14 ngày 24/10/2023 của ban thường vụ quận ủy và hướng dẫn số 36 ngày 24/10/2024 của ban chỉ ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, nghị quyết của đảng ủy phường về lãnh đạo đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường lần thứ 13 nhiệm kỳ 2024-2029 để ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là hình thức tiêu biểu nhất cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo tính đại diện. Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 12, xây dựng thông qua chương trình phối hợp thống nhất hành động cho nhiệm kỳ tới nhằm góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh tại địa phương, tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Mặt trận các cấp, hiệp thương của đoàn đại biểu đi dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029. Với tinh thần trên, thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường Hồ Nam lần thứ 13 nhiệm kỳ 2024-2029. Chúc đại hội thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân, lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy, sự phối hợp hành động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường. Trong không khí phấn khởi của đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trân trọng thông báo đại hội đã vinh dự đón nhận những lãng hoa tươi thắm chúc mừng đại hội, và sau đây xin trân trọng kính mời ông Trần Thật Việt, chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lên nhận hoa. Trân trọng giới thiệu và kính mời bà Vũ Thị Việt Hà, ủy viên hội ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lên tặng hoa đại hội. Xin trân trọng kính mời. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường lên tặng hoa đại hội, xin trân trọng kính mời. Đại hội nhân dân chúc mừng. Tiếp theo xin được mời đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân chào mừng đại hội, và sau đây xin trân trọng kính mời bà Phạm Thanh Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường lên tặng hoa và. Và chủ tịch xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới một số đơn vị, các đoàn thể, các ban công tác mặt trận tổ dân phố đã gửi đến lời chúc mừng, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần, đóng góp vào thành công chung của đại hội. Đại hội xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận. Tiếp theo chương trình, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự đại hội Mặt trận Tổ quốc phường lần thứ 13. Thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng dẫn số 36 ngày 24/10/2024 của ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân, nghị quyết của đảng ủy phường về lãnh đạo đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 13 nhiệm kỳ 2024-2029, kế hoạch số 22 ngày 16/2/2024, công văn số 1 ngày 28/2/2024 của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phân bổ đại biểu cho các tổ chức thành viên và các ban công tác mặt trận sau một thời gian tích cực tập trung chỉ đạo. Đến ngày 20/3/2024, các ban công tác mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các đơn vị đại diện đã tổ chức hội nghị với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất cao và đã hiệp thương cử chọn 95 đại biểu chính thức tiêu biểu về dự đại hội. Trong đó đại biểu nam 47 đại biểu chiếm 49,47%, đại biểu nữ 48 đại biểu chiếm 50,53%. Về tuổi đời, từ dưới 35 tuổi, 2 đại biểu chiếm 2,10%, từ 36 đến 50 tuổi, 9 đại biểu chiếm 9,48%, từ 51 đến 60 tuổi, 8 đại biểu chiếm 8,42%, từ 61 tuổi trở lên, 76 đại biểu chiếm 80%. Đại biểu cao tuổi nhất là đại biểu Nguyễn Hoàng Oanh, 82 tuổi.
đại biểu ít tuổi nhất là đại biểu Trần Thị Kim Ngân, 22 tuổi, về trình độ văn hóa. Trung học phổ thông 71 đại biểu chiếm 74,73%, trình độ chuyên môn đại học 24 đại biểu chiếm 25,26%, trình độ chính trị, trình độ sơ cấp 16 đại biểu chiếm 16,84%, trình độ trung cấp 19 đại biểu chiếm 20%, trình độ cao cấp 2 đại biểu chiếm 2,10%, đại biểu là người ngoài đảng 29 đại biểu chiếm 30,52%, đại biểu đại diện tôn giáo 1 đại biểu chiếm 1,05%. Các đại biểu đều được Hiệp thương Dân Chủ cử chọn từ các tổ chức thành viên của mặt trận, người tiêu biểu đại diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của phường, đại biểu tiêu biểu cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân của phường. Tất cả 95 đại biểu đều có đủ tiêu chuẩn, điều kiện là đại biểu chính thức của Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồ Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029. Vừa rồi tôi đã báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 13. Tiếp theo chương trình, xin kính mời ông Trần Đức Việt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, lên trình bày báo cáo kết quả công tác mặt trận, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2019-2024, mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Xin kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể đại hội, sau đây thay mặt cho các đồng chí trong ban chấp hành ủy ban mặt trận tổ quốc phường, tôi xin trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2019-2024, mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, báo cáo kiểm điểm hoạt động của ủy ban mặt trận tổ quốc phường, ban chấp hành ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Về đặc điểm, phường Hồ Lam nằm ở trung tâm quận Lê Chân, có diện tích 34,47 ha, có 3.616 hộ và 14.234 nhân khẩu, chia thành 10 tổ dân phố, địa bàn giáp danh với 6 phường quận Lê Chân. Có 3 tuyến đường, trong đó một tuyến đường chính trị vô hiệu. Hầu hết các bộ mặt đường của các tuyến đường đều có hoạt động kinh doanh buôn bán. Tuyến đường chùa Hàng thì nhỏ hẹp, không có vỉa hè, hoặc có những vỉa hè dưới 4 mét là nơi hoạt động kinh doanh buôn bán thiết yếu. Hàng ngày lượng người qua lại khu vực này rất đông, ảnh hưởng lớn đến công tác đảm bảo trật tự đường hè, an toàn giao thông trên địa bàn phường. Có một trường trung học cơ sở tô hiệu, 10 trụ sở ngân hàng và một cơ sở tôn giáo, đó là chùa Hàng. Trong những năm qua, các tầng lớp nhân dân của phường luôn phát huy tinh thần yêu nước, đồng tâm hiệp lực cùng với đảng bộ, chính quyền phường vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng phường ngày càng phát triển vững mạnh. Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội phường lần thứ 12, quyết định mục tiêu phương hướng chương trình thống nhất hành động nhiệm kỳ tới, cử đại biểu đi dự đại hội mặt trận tổ quốc quận và thông qua nghị quyết của đại hội, đánh giá tình hình của khối đại đoàn kết toàn dân nhiệm kỳ qua. Dưới sự lãnh đạo và bộ phường, khối đại đoàn kết toàn dân của phường không ngừng được tăng cường và do đồng tâm hiệp lực cùng chính quyền phường mặt trận tổ quốc phường đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ. Cán bộ công chức phường trình độ học vấn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, có khả năng tiếp thu kiến thức mới, công nghệ mới, cải tiến phong cách lề lối làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Đội ngũ trí thức phường có tinh thần yêu nước trong công tác phát huy tài năng trí tuệ. Hội trí thức phường có trên 360 hội viên mang truyền thống bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống cách mạng cha ông là trên thượng tin cậy của hệ thống chính trị. Hội phụ nữ phường có hơn 1.517 hội viên chia thành 10 chi hội, luôn làm tốt công tác hỗ trợ các hội viên vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xây dựng và duy trì nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả. Đoàn thanh niên phường là lực lượng xung kích tự nguyện tham gia các chương trình của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn thanh niên phường đã giới thiệu cho đảng 28 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào đảng cộng sản. Hội người cao tuổi phường, các cụ là những tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo, có vai trò rất quan trọng trong việc ổn định chính trị, trật tự xã hội, xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của mỗi gia đình ở mỗi tổ dân phố. Hội cựu thanh niên xung phong phường tập hợp khối đại đoàn kết cựu thanh niên xung phong, phát huy bản chất truyền thống nêu gương sáng trong cuộc sống, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần xung phong tình nguyện. Hội chữ thập đỏ, hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi phường có gần 1.500 hội viên là lực lượng nòng cốt tham gia nhân đạo từ thiện, đi đầu vận động quyên góp tặng quà hỗ trợ thường xuyên cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường, được đánh giá là một trong những đơn vị tốt đầu của quận.
Hội đồng nhân dân tộc Ta Nang Nô Sinh, hiện hội có trên 30 hội viên duy trì tốt công tác hoạt động tình nghĩa, quan tâm hỗ trợ kịp thời các nạn nhân Ta Nang có hoàn cảnh khó khăn. Hội cựu giáo chức phường thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo điều lệ, lan tỏa vai trò nhân văn của nghề giáo cao quý khi nghỉ hưu, góp phần làm tốt công tác văn hóa xã hội của địa phương. Kết quả thực hiện chương trình phối hợp hành động nhiệm kỳ 2024, nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc phường, các tổ chức thành viên đã tích cực chủ động phát động các phong trào, các cuộc vận động nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 hàng năm ở 10 tổ dân phố. Riêng năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận chọn làm đơn vị điểm cấp phường đã tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết, đã thu hút được hàng nghìn người được tham gia và qua ngày hội đã thể hiện rõ nét sinh động khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn toàn phường. Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc luôn thực hiện sâu sắc ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phối hợp thực hiện có hiệu quả các mô hình dân vận khéo của phường. Hàng năm, khối dân vận phường đều xây dựng các mô hình dân vận khéo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường. Năm 2023, toàn phường xây dựng và phát huy tốt 17 mô hình. Năm 2024 tiếp tục duy trì và nhân rộng có hiệu quả các mô hình. Các hoạt động vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với chính quyền luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo, ngày vì người nghèo, nhờ làm tốt công tác vận động mà đã có 100% hộ dân ủng hộ quỹ vì người nghèo. Số quỹ hàng năm thu được từ 44.5 triệu đồng chi cho các hoạt động xây sửa nhà đại đoàn kết, chi cho các hoạt động trợ cấp khó khăn đảm bảo theo quy định, thực hiện theo đúng quyết định 1198 của Bộ Trung ương và các hướng dẫn của Bộ Tài chính. Từ năm 2019 đến nay đã hỗ trợ trên 300 triệu đồng để xây mới sửa chữa các 6 nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại địa phương bằng nguồn quỹ vì người nghèo của quận, của phường và các nhà hảo tâm. Hiện phường duy trì không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo là bao hộ. Đặc biệt từ năm 2020-2021 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn phường thực hiện lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc các cấp, Mặt trận Tổ quốc ủng hộ chữ thập đỏ phường là đơn vị tiếp nhận ủng hộ của cán bộ nhân dân và các đơn vị nhà hảo tâm trên địa bàn với số tiền trên 300 triệu đồng, hơn 10 tấn gạo, hơn 4.000 chiếc khẩu trang và gần 250 thùng mì nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn cho dịch bệnh và ủng hộ các kinh phí cho các tổ chức phòng chống dịch. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của đảng, bảo vệ chính quyền, hàng năm Mặt trận Tổ quốc phường đã xây dựng chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân tuyên truyền vận động nhân dân hoàn thành tốt việc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, hướng dẫn tổ chức thành công các hội nghị bầu tổ trưởng của dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết 26 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sắp xếp sắp nhập các tổ chức trên địa bàn đảm bảo đúng quy định và thời gian theo quy định. Đối với việc triển khai tổ chức lấy ý kiến cử tri thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính phường Hồ Nam giai đoạn 2023-2025, hiện nay Mặt trận Tổ quốc phường đang tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức nhân dân, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong quy trình lấy tổ chức lấy ý kiến của cử tri, tổ chức thực hiện việc nắm bắt dư luận hàng năm tại 10 trên 10 tổ dân phố được duy trì 4 năm liền liên tục, lấy ý kiến và tổng hợp các ý kiến đề xuất kiến nghị của nhân dân phục vụ hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu các ủy đảng chính quyền với người dân phường định kỳ hàng năm. Công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công các hội nghị, hướng dẫn các đơn vị tổ chức cơ quan ban tác mặt trận quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường chủ trì và tổ chức thành công 25 hội nghị xin ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về đánh giá chung về ưu điểm tồn tại, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Ủy ban nhân dân phường còn một số tồn tại hạn chế. Một, công tác tuyên truyền vận động nhân dân đôi lúc chưa vận động tuyên truyền phù hợp với phát triển của thành phố, của quận để thu hút các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đồng thuận tự giác thực hiện tham gia các phong trào địa phương. Hai, công tác giám sát phản biện xã hội
đã được chú trọng, tuy nhiên hiệu quả công tác phản biện chưa cao. Ba, vai trò chủ trì của một số ban công tác mặt trận trong phối hợp thống nhất hành động với các chi hội đoàn thể có lúc có nơi chưa chặt chẽ, chưa tạo sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ bốn là đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở, có một số người tuổi cao, hạn chế về sức khỏe, có sự thay đổi trong nhiệm kỳ do việc sắp xếp các tổ dân phố, hơn nữa trình độ không đồng đều nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả công tác trong nhiệm kỳ. Về mục tiêu chương trình hành động của mặt trận tổ quốc phường nhiệm kỳ 2024-2029, phát huy sức mạnh thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ qua, công tác mặt trận nhiệm kỳ 2024-2029 thì cần tập trung thực hiện một số nội dung chính như sau. Một là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận hóa xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hai, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, phát huy tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Ba là động viên tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động các phong trào thi đua. Về giải pháp thì nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn kết với mô hình dân vận khéo của mặt trận và các đoàn thể, góp phần cải thiện căn bản đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Phấn đấu hàng năm trên 90% trở lên tổ dân phố đạt văn hóa, có từ 95% trở lên gia đình đạt gia đình văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, đổi mới phương thức vận động cứu trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn thiên tai, đẩy mạnh hoạt động vì người nghèo, thiết thực hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững hàng năm. Tiếp tục đổi mới bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Tiếp theo tôi xin trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và Ban trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường khóa 12 nhiệm kỳ 2019-2024 như sau. Kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong quá trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã thực hiện nghiêm túc điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, xây dựng thời gian các kỳ họp cho toàn khóa trên cơ sở nghị quyết chương trình phối hợp hành động cụ thể. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện đúng điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, duy trì và thực hiện tốt chế độ họp ra ban theo định kỳ, kiểm tra đánh giá sơ kết tổng kết công tác mặt trận, đồng thời bổ sung chương trình thống nhất hành động trong thời gian tới. Với vị trí vai trò được công tác phân công ở các lĩnh vực khác nhau, song các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí và có trách nhiệm phối hợp tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đóng góp công sức và trí tuệ vào kết quả chung của Mặt trận Tổ quốc phường. Nhiều thành viên tích cực đã triển khai các chương trình mặt trận gắn với hoạt động của tổ chức mình, thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng, học tập, phối hợp và phát triển hội viên, chăm lo các hoạt động theo quy chế hội, góp phần vào kết quả hoạt động chung của Mặt trận Tổ quốc phường. Kiểm điểm hoạt động của ban thường trực. Ngay sau đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã hiến thương cử ban trực gồm 5 vị xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và quy chế làm việc của ban thường trực, phân công trách nhiệm các vị trong ban thường trực. Với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần đoàn kết, nhất trí, ban thường trực đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên giao, thường xuyên duy trì các kỳ họp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường một năm hai lần, xây dựng kế hoạch hướng dẫn kiểm tra ban công tác mặt trận cơ sở hoạt động có hiệu quả. Hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đều xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của mặt trận, các đoàn thể chính trị thực hiện nghị quyết 27, nghị quyết 28 của Bộ Chính trị nhằm góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày một vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, ban trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn cụ thể của ban trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy phường, sự phối kết hợp giữa hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các tổ chức thành viên. Tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu triển khai tổ chức các hoạt động của mặt trận từ phường đến các ban công tác mặt trận, tích cực đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Những tồn tại hạn chế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và ban thường trực cũng còn một số tồn tại hạn chế, đó là: một, vai trò cá nhân của một số ủy viên Ủy ban Mặt trận phụ trách các cơ sở còn lúng túng, chưa có kỹ năng tuyên truyền vận động nên dẫn đến công tác tham mưu cho cấp ủy chưa nâng cao chất lượng hoạt động còn hạn chế. Hai là do điều kiện thực tế của các tổ dân phố không giống nhau, việc xây dựng các mô hình và nhân rộng các mô hình tiêu biểu phù hợp với địa bàn còn chậm.
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường nghiêm túc kiểm điểm trước đại hội những ưu điểm, những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, rất mong được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng của Mặt trận Tổ quốc quận, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và các ngành đoàn thể ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tiếp tục hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vừa rồi thì thay mặt cho các đồng chí trong ban trưởng tôi đã tóm tắt xong dự thảo báo cáo kết quả trận nhiệm kỳ 2019-2024, mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường nhiệm kỳ 2019-2024. Chúc đại hội thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa dân đại hội, sau đây xin trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 và mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Ý kiến đóng góp và dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân khóa 17 và tham gia góp ý sửa đổi dự thảo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Để chuẩn bị tiến tới đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, ban công tác mặt trận đã thảo luận tham gia ý kiến và các dự thảo báo cáo với nội dung như sau. Một, lớn ý kiến đóng góp và dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 13 nhiệm kỳ 2024-2029. Một nhỏ về bố cục của báo cáo, các ý kiến tham gia nhất trí với bố cục như dự thảo đã báo cáo. Hai nhỏ góp ý của nội dung báo cáo. Phần 1, tình hình hội đại đoàn kết toàn dân được thể hiện như trong dự thảo là hợp lý, tuy nhiên nên đánh giá sâu hơn vai trò của các giai cấp tại cấp xã phường. Hai, lớn báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia và dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17 nhiệm kỳ 2024-2029. Một nhỏ nhận xét chung, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhất trí với đánh giá tổng quát của báo cáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Hai nhỏ về tiêu đề và bố cục của báo cáo, các ý kiến tham gia nhất trí với tiêu đề và bố cục của báo cáo như dự thảo. Ba nhỏ góp ý của nội dung cụ thể của báo cáo, trang 2 đánh giá về giai cấp công nhân và nhận thức chính trị xã hội được nâng lên nên đánh giá là khá hơn hoặc cao hơn. Ba, lớn góp ý của dự thảo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Các ý kiến đều nhất trí với bố cục, nội dung sửa đổi của dự thảo sửa đổi điều lệ mới, nội dung được phân định rõ ràng, đầy đủ và chặt chẽ. Góp ý của nội dung cụ thể của điều lệ, thay thế cụm từ chủ trương bằng cụm từ tiếp tục để đúng xu hướng phát triển của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của đất nước. Tại cổ 6, bổ sung nội dung theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng, cụm từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm nòng cốt để nhân dân làm chủ. Điều 12, Hội đồng tư vấn, ban tư vấn, công tác viên tại khoản 2 thay thế bổ sung cụm từ đoàn chủ tịch bằng ban thường trực để đúng với thẩm quyền theo quyết định số 120/QĐ. Kính thưa đại hội, trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp của ban chuyên trình đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 13 và đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 17. Góp ý và dự thảo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Thay mặt đoàn chủ tịch trân trọng báo cáo đại hội. Kính thưa đại hội, để bổ sung làm rõ sâu sắc hơn những kết quả đạt được, thảo luận trao đổi đưa ra các giải pháp thực hiện phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, sau đây đại hội chuyển sang phần báo cáo tham luận. Trân trọng kính mời ông Trần Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường lên báo cáo tham luận về thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024 về công tác phối hợp thực hiện mô hình liên kết trong đảm bảo công tác trật tự đường hè. Xin kính trân trọng mời ông. Kính thưa đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội, trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung trong bản báo cáo tổng kết của ông Trần Đức Việt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã trình bày. Để làm rõ hơn
về công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Ủy ban nhân phường cùng các đoàn thể trong việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện mô hình dân vận khéo tại phường. Tôi xin báo cáo bổ sung một số như sau. Kính thưa đồng chí lãnh đạo, thưa đại hội, quán triệt nghị quyết của Đảng về công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ 13, Ủy ban phường đã luôn xác định công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là động lực thúc đẩy và phong trào của địa phương. Công tác dân vận của chính quyền là cầu nối để thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và làm cho nhân dân thực sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của nhân dân, và từ đó khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng củng cố. Đặc biệt chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên và trách nhiệm với công dân, có vai trò giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc. Trong đó mọi khoản thu chi của trong dân đều được công khai trên bảng tin và các cuộc họp của tổ dân phố, cũng như giám sát chặt chẽ của ban kiểm tra nhân dân. Công tác giám sát được chú trọng theo từng vụ việc, nhất là công tác trật tự hè, vệ sinh môi trường, công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và vận động tháo dỡ sâu sắc khu nhà tập thể và mở lối thoát hiểm thứ hai điểm đối nhà riêng lẻ. Thực hiện kế hoạch số 77 của Công an quận và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận để triển khai mô hình liên kết đảm bảo công tác trật tự hè tại phường, đã thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố rà soát và chi tiết cụ thể tuyên truyền tới các hộ dân trên mặt đường, tô hiệu, chùa hàng và đường cát cụt. Sau khi thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, chất lượng hoạt động và công tác phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có sự thay đổi rõ rệt cả về chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần vào Đảng bộ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong những năm qua. Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời bà Vũ Thị Nguyệt, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 9 lên phát biểu tham luận với nội dung thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu, thưa đại hội, tên tôi là Vũ Thị Nguyệt, chức vụ ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 9. Hôm nay rất vinh dự cho tôi được thay mặt ban công tác mặt trận tổ dân phố số 9 về tham dự đại hội và phát biểu tham luận về xây dựng và triển khai có hiệu quả các mô hình tổ dân phố văn minh, an toàn, tự quản, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, đóng góp nhiều kinh nghiệm thực tiễn thiết thực trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuối cùng một lần nữa, chúng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công rực rỡ. Chúng tôi đại hội, tiếp theo là phần khen thưởng và trao thưởng. Sau đây tôi xin được trích đọc các quyết định khen thưởng. Quyết định khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận số 288 ngày 15 tháng 2 năm 2024 do bà Vũ Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã ký. Quyết định tặng giấy khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024. Sau đây xin kính mời đại diện 8 tập thể được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tặng giấy khen bước lên vị trí danh dự để nhận giấy khen. Xin kính mời ban công tác mặt trận tổ dân phố số 1, số 4, số 5, số 6, số 9 và số 10, hội cựu chiến binh phường, hội chữ thập đỏ phường. Xin trân trọng kính mời.
xin mời đồng chí Vũ Thị Trần Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lên thẳng giấy khen cho bác tập thể. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin mời các bác ạ. Tập hợp đoàn kết trong mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tạo nên sức mạnh đại đoàn kết.
kết toàn dân tộc giành thắng lợi lịch sử cho cách mạng tháng 8 năm 1945 và các cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục được phát huy cao độ, trở thành động lực cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam. Có thể nói, trong nhiều kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồ Nam đã thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao vai trò, trách nhiệm, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả thành tích nổi bật. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã chủ động, quyết liệt, tích cực, sáng tạo trong quán triệt triển khai thực hiện chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời đã lắng nghe tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy Đảng và chính quyền cung cấp, nhất là các vấn đề quan trọng về chăm lo đời sống nhân dân, về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng củng cố với đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng trong thực hiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phải hết sức năng động, sáng tạo bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để động viên tổ chức nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Và tại đại hội trọng thể ngày hôm nay, tôi cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền phường tiếp tục thường xuyên quan tâm, chăm lo, phối hợp, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh như tinh thần mục tiêu của đại hội chúng ta đã đề ra. Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Phúc Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Đảng ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, thay mặt cho các đồng chí trong ban thường trực, thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi xin tiếp thu lĩnh hội đưa vào giản nghị quyết của đại hội. Kính thưa đại hội, tiếp theo đại hội sẽ tiến hành hiệp thương cử đại biểu dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc quận Lê Chân lần thứ 17, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân phân bổ đại biểu dự đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 17, phân bổ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường số lượng là 5 vị. Kính thưa đại hội, căn cứ và phân bổ đại biểu của ban trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân và nghị quyết hội nghị lần thứ 14 ngày 10 tháng 2 năm 2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, đoàn chủ tịch trình đại hội danh sách dự kiến cử và đại biểu tham dự đại hội đại biểu Mặt trận quận lần thứ 17 gồm 5 vị như sau: 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. 2. Ông Nguyễn Thanh Hách, chủ tịch hội cựu chiến binh phường. 3. Ông Nguyễn Ngọc Lân, chủ tịch hội chữ thập đỏ phường. 4. Bà Vũ Thị Nghiệp, trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 9. 5. Đại đức Thích Thục Minh, đại diện cơ sở tôn giáo. Sau đây xin ý kiến đại hội về danh sách cụ thể 5 vị dự kiến tham gia và đại biểu chính thức đại biểu làm nhất trí với danh sách trên, đề nghị cho biểu quyết. Xin cảm ơn. Đại hội có ý kiến nào khác? Không có. Như vậy 100% đại biểu đã nhất trí với danh sách dự kiến. Trân trọng cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, căn cứ tình hình thực tế để đảm bảo và đại biểu phường Hồ Nam tham dự đại hội Mặt trận Tổ quốc quận đầy đông đủ về quân số, lực lượng góp phần vào thành công của đại hội của Mặt trận quận, đại hội hiệp thương cử một vị đại biểu dự quyết. Về đại biểu dự quyết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12 đã dự kiến số lượng đại biểu dự quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17 là một vị, với danh sách cụ thể là Nguyễn Thu Huyền, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12 xin ý kiến đại hội đại biểu làm nhất trí đại biểu cho biểu quyết. Xin cảm ơn. Có đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có.
Như vậy 100% đại biểu đã nhất trí hiệp thương cử bà Nguyễn Thu Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, là đại biểu dự khuyết của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao và tập trung trí tuệ phát huy dân chủ trách nhiệm, đại hội đã hiệp thương cử được 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham gia đoàn đại biểu phường Hồ Nam dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 17. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Hoàng Thị Yến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường lên phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Ban trị sự Phật giáo Trung ương, Chủ tịch Ban trị sự Hội Phật giáo thành phố Hải Phòng. Kính thưa bà Bùi Thị Thu Phương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, nguyên ủy viên ban thường vụ phụ trách đảng bộ phường. Kính thưa bà Vũ Thị Việt Hà, ủy viên quận ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận. Kính thưa bà Vũ Thị Kim Thu, phó trưởng ban dân vận quận ủy. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội. Hôm nay ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Hồ Nam tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 13. Nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ chương trình hành động công tác mặt trận trong nhiệm kỳ tới. Lần đầu tiên, cho phép tôi thay mặt ban chấp hành đảng bộ phường xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể 95 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên của mặt trận phường đã có mặt về dự đại hội. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Có thể khẳng định, kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn phường hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cấp trên giao cho phường. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, tôi ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trong những năm qua. Chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại đại hội hôm nay. Xin chúc mừng các vị đại biểu được cử tham dự đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chúc mừng. Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ chính quyền phường, trân trọng cảm ơn quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân trong nhiều năm qua luôn quan tâm, theo dõi, hướng dẫn địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác cũng như phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu đã quan tâm về dự chỉ đạo đại hội. Rất mong thời gian tới, phường Hồ Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các đồng chí để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền phường và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra và xây dựng phường ngày càng phát triển toàn diện vững mạnh. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí dự đại hội luôn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình, kính mời bà Vũ Thị Ngọc Lê, thư ký đại hội lên thông qua nghị quyết đại hội. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa đại hội, sau đây tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết đại hội như sau. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồ Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2024 tại hội trường tầng 3 trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Hồ Nam số 5/40 Lương Tường. Đại hội đã có 95 đại biểu chính thức dự trên tổng số 95 đại biểu chính thức được triệu tập. Đại hội được nghe và thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024
chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận quận Lê Chân lần thứ 17 gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 3. Đại hội giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 13 tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân của Đảng ủy phường để bổ sung vào báo cáo tổng kết phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện khóa 13, tổ chức triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. 4. Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường phát huy thắng lợi, kết quả đạt được, tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung phương hướng, phương thức hoạt động để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 13. Trên đây tôi đã trình bày xong dự thảo nghị quyết đại hội. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội đã được nghe thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết của đại hội. Xin hỏi là đại hội có ý kiến nào bổ sung thêm vào ý kiến đồng chí thư ký đại hội trình bày không? Nếu mà đại hội không có ý kiến nào thì xin biểu quyết của đại hội. Nếu đại biểu nhất trí với dự thảo nghị quyết xin cho biểu quyết. Xin trân trọng cảm ơn. Có đại biểu nào có ý kiến khác không? Không có. Như vậy đại biểu nhất trí 100% thông qua dự thảo nghị quyết của đại hội. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, với sự tập trung điều hành của đoàn chủ tịch cùng với trí tuệ trách nhiệm của các đại biểu, sau 1/2 ngày làm việc, đại hội đã hoàn thành đảm bảo đúng đủ nội dung chương trình mà đại hội đã đề ra. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí nguyên ủy viên ban thường vụ phụ trách đảng bộ phường, lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc quận, các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các đồng chí nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường và 9 đại biểu chính thức cho đại diện các tổ chức thành viên, các ban công tác mặt trận, các cá nhân tiêu biểu về dự đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên của các quý vị đại biểu. Kính thưa đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 13 đã thực hiện các nội dung: 1 là thông qua báo cáo kết quả công tác mặt trận, báo cáo kiểm điểm hoạt động của ủy ban mặt trận tổ quốc, ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc phường nhiệm kỳ 2019-2024, mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, tham gia bổ sung vào văn kiện đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 17 và các tham luận của đại biểu. Đại hội tiếp thu ý kiến của đồng chí Vũ Thị Kiều Hà, phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc quận, đồng chí Hoàng Thị Yến, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường, cũng đã ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của ủy ban mặt trận tổ quốc phường lần thứ 12 định hướng đại hội phát huy dân chủ trí tuệ. 4. Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17. 5. Đại hội được ủy ban mặt trận tổ quốc quận khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 13 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi kêu gọi các tổ chức thành viên đề cao trách nhiệm, hợp tác tình cảm, đoàn kết thống nhất, hiệp thương dân chủ, phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên phát huy quyền làm chủ, chấp hành nghiêm chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật mặt trận tổ quốc Việt Nam, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động đại hội đề ra, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, địa phương an toàn, phát huy tiến bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các tổ chức thành viên đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ về mọi mặt, góp phần vào thành công của đại hội hôm nay. Kính thưa đại hội, mặc dù công tác chuẩn bị đại hội đã được quan tâm chú trọng, nhưng trong quá trình điều hành không tránh khỏi những sơ suất, rất mong được sự thông cảm của các đại biểu. Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Đứng dậy làm lễ chào cờ.
18 này.